Bạn đang cần tiền lời thật uy tín để bật lên kênh mobile giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua somoviet.vn của mobile nha. Chương trình xả kho giá sốc và siêu khuyến mãi đọc thẻ, đặc biệt nhân dịp Halloween thì shop của mình có nhiều sự kiện cực kỳ hot đấy anh em ơi. Hello cho anh em, nay có lẽ mọi người đều đã nhận được trang phục quy blogger ẩm thực rồi. Vậy chưa biết chơi thế nào thì hãy cùng xem Mô Việt chơi quy bánh bao. Có hay rổ bánh bao bán mãi không có ai mua. Ai là người chốt đơn đây nhở? Bánh bao đây, bánh bao đáng hổi vừa thổi vừa ăn. Chắc có lẽ lau đèo xong cái lướt thì mình sẽ chốt đơn luôn. Thành công. Chắc buộc miễn phí thành ra là không có hiệu kỹ năng. Mà mình thấy cũng đẹp mà, mỗi tội bánh bao hơi bé, không có độ rung lắc dữ dội như những trang phục khác của bé Quy. Đấy anh em nhìn thấy chưa, nhỏ nhắn xinh xắn cute dễ thương. Tất nhiên là không thể so sánh được với blogger ẩm blogger ẩm thực là Quy, còn cái trang phục của bạn VDF là cái trang phục phù thủy trang điểm. Cái trang phục kia mất công huy của mình miễn phí chỉ cần đăng nhập thôi. Ngon hơn, rẻ hơn, ai cũng có thể nhận được. Đó, hôm nay mình sẽ cố gắng làm cái team Ad Dream nha. Nhưng mà thôi, để tối đi, chứ bây giờ chơi trước cái trang phục miễn phí để hướng dẫn anh em chơi Quy trước đã. Ok, Quy thì cứ phải gọi là vị tướng dễ chơi, dễ trúng thưởng rồi. Các bạn chỉ cần biết combo thôi nha. Biết combo thôi. Combo thì sau khi nứt cái chiêu 1 ý là các bạn dùng chiêu cuối đẩy tướng địch vào tường. Rồi anh em nếu mà đứng gần tướng địch đánh thường 1-2 phát, chúng ta giải cái chiêu 2 luôn. Giải chiêu 2 xong thì anh em cũng đánh thường 1-2 phát rồi dùng chiêu cuối nha. Rồi sau đó dùng chiêu 1. Coi như em không thấy gì nha. Trời ơi, xài chiêu đúng là ngáo luôn. Quả đấy chưa có góc mà anh em ơi, mình cố dướn cái chiêu cuối, không ngờ nó hơi xa. Thành ra là bây giờ mất cái trụ đường rồng rồi. Căng nha, căng nha. Và chiêu cuối thì thực ra nhiều khi đẩy tướng địch không trúng tường cũng được, quan trọng là phải trúng. Trúng tướng địch nha. Còn trúng tường thì sẽ là mắc binh, không trúng tường vẫn có thể ngon. Đẩy tướng địch về lùi xa xa hoặc là lùi về team mình chơi nha. Ok ok. Combo lại này anh em ơi. Để bạn Brian lên cao một tí. À đây rồi. Nứt chiêu 1, sai chiêu cuối. Đánh thường sai chiêu 2. Sau đó thì sợ có thể dùng chiêu cuối, chiêu 1 hoặc chiêu 1 chiêu cuối. Tí theo, trường hợp anh em muốn khống chế trước thì anh em sai chiêu 1. Còn anh em muốn sắp phát chân luôn thì anh em sai chiêu cuối. Rồi phang cái đã. Cái này là mình ngáo rồi anh em ơi. Có phải phải gọi là ngáo chó chứ. Trời ơi. Lướt lên farm bạn Alector. À thế à. Rồi bạn VNS ra sốc cái combo đi luôn anh em ơi. Không kịp ngáp cái gì hết ý. Cày tê nhở. Thực ra Quy nhìn thế này nhưng mà nó cũng không phải là vị tướng cái độ cơ động cao. Cơ động bình thường thôi. Muốn cơ động cao thì anh em phải đẩy tướng địch vào tường cơ. Và cái khoảng cách tướng của chiêu 1 nó cũng khá là ngắn. Thành ra là chúng ta phải đánh bình tĩnh. Chúng ta phải lúc lùm combo. Hoặc là chúng ta vòng ra sau, chúng ta combo. Góc combo nó phải đẹp thì chúng ta mới combo được nha. Vẫn còn cái chiêu 2 à. Thế thì mình đợi cái chiêu 1 của mình hồi sau mình combo tiếp cho anh em thấy này. Rồi, ra hai chiêu cuối luôn. À như trường hợp thì các bạn cũng không cần combo lần lượt thứ tự nhé. Có thể bỏ giữa chiêu 2 cũng được, bởi vì chiêu 2 vận hơi lâu. Đấy, mình muốn kết thúc nhanh thì mình có thể là xài chiêu 1, chiêu cuối, đánh thường 1-2 phát, rồi chiêu cuối luôn lần thứ 2, chúng ta xài chiêu 1 lần thứ 2 nha. Mà tính thì chúng ta có thể dùng chiêu 1 liên tiếp mà. Đây này, lúp lùm combo, sở trường của bé Quy bánh bạc. Đấy, đẩy về tường, lướt chiêu cuối. Đấy, quá là kinh khủng luôn anh em ơi. Cái gì lúp lùm combo bé Quy làm chùm. Mà thực ra thì chúng ta vẫn phải biết cách di chuyển để chờ đợi và chúng ta lúc cái bụi sao cho nó hợp lý. Tướng địch sẽ di chuyển ngang qua để mình combo anh em ơi. Chứ hồi chiêu cuối thế mới cay, bây giờ hồi lại hơi muộn rồi.
Thôi, từ từ nha. Mặc dù bé Quy rất là khỏe đầu game nhưng mà không có ảo tưởng sức mạnh cân tim sớm nha anh em ơi. Vẫn cả team bạn cũng khỏe, đâu có yếu nhở. Chất tướng team bạn mặc dù là chất tướng cuối game mới bá nhưng mà đầu game cũng không hề yếu đâu. Thực sự là những con tướng sinh ra để cân tim anh em, Blaine, Lavin, rồi Laudiel, Alistair thì thôi, ôi dồi ôi rồi. Mình cực kỳ sợ, VDS thì không hề yếu nha. Thành ra là thế trận team mình hình như nó hơi bị căng một tí thôi. Anh em ơi, cố gắng combat thì phải win nha, chất tướng đầu game khỏe hơn nhiều thế mà. Đây mình núp nùm đây đợi mà Alistair up. Hay thế nhở. Ờ thế thì đi qua đây là mình sóc cái combo cho bạn. Được, được nha, được nha. Hay đó anh em ơi, giải luôn. Chịu chơi đó nha. Tình hình bây giờ là mình vẫn đang gọi là chờ chiêu mình combo thôi. Team bạn đang có thể lính tốt hơn. Với việc như vậy thì khả năng cao sẽ bị mất con Sisa này. Đó, biết ngay là Sisa. Ơ, Sisa đi mình. Lại combo thôi, ăn thêm tí nữa nha. Trời ơi, anh em sắp tới rồi. Rồi, mình lướt qua. Ê, 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 cái gì vậy hả? Ôi, tại sao team bạn đến nhanh hơn? Tính sai, tính sai, tính sai. Sai quá sai luôn, nhưng mà team mình quả này có lợi thế nhiều này anh em ơi. Bởi vì mình câu được cái chiêu của Alistair rồi. Có như Alistair phế. Với cả VDF thì cũng bị mình xử lý với một combo anh em ơi. Quả đấy lúc mình combo mình đâu nhìn thấy mỗi bạn VDF và bạn Lavin thôi. Không ngờ lại có cả Laudiel với Alistair ấy chứ. Cay. Cay thật nha, hai mạng rồi anh em ơi. Vội quá trời. Toàn pha chết ngáo ngơ rồi. Không ngáo chó. Ờ, thực ra thì khi mà anh em chơi rừng thì cũng hạn chế làm những pha như vừa rồi nhá, vội quá. Mà khi anh em chơi rừng anh em thấy đó, nếu mà chúng ta lên bảng điểm số thì rừng team mình ý sẽ bị ăn sạch sẽ. Đặc biệt là AD, AD ăn hết luôn anh em ơi. Thành ra là đánh giữ mạng một tí thì Snowball trận đấu nó dễ hơn. Cứ bình tĩnh thôi anh em ơi, đến thời điểm này team mình sẽ khỏe hơn team bạn và lấy lại được một chút thế trận rồi. Bây giờ chỉ cần để lính cao lên và chúng ta chơi kiểm soát thôi. Sau đó thì để cho CDK lấy trụ. Đây này, tơ này. Thôi tơ thì bỏ qua đi. Xem quả AD ngang qua không thì tỏ AD. Đây AD phía sau anh em ơi. Đợi đợi tới nha, chơi nha, chơi nha. Chơi AD này. Rồi, hôn tường này. Ok. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. VDS chơi luôn bà ơi. Lên luôn, team mình đang đông người hơn. Chơi được nha. Rồi, xích được lau đeo rồi, lau sàn luôn nha. Ngon. Đẩy lính, đẩy lính, đẩy lính, đẩy lính. Đấy, bình tĩnh nước bụi, combo. Bắt được một đứa là auto win. Mỗi con tướng thì chúng ta đều có cách chơi, cách di chuyển khác nhau anh em ơi. Những con tướng combo mạnh, sốc đam tốt thì chúng ta phải giấu xa, chúng ta phải đúc bụi. Còn những con tướng cấu rỉa tốt, những con tướng mà chủ lực đam tay, đam kiểu đem đam theo thời gian ý, chúng ta phải đi cùng với team, chúng ta phải giữ vị trí. Mỗi con có một kiểu khác nhau, con tanker thì chúng ta phải đi check map, chúng ta phải che đam, hút đam để team dễ chơi hơn và khống chế các bạn nha. Nào đi eo bị xích rồi chơi sao được. Nè Vin ui. Biến nhiễm anh em ơi, còn tốc biến nhanh ấy chứ. CDK có đồ nha. CDK là tướng có thể cân được nhiều AD á. Quan trọng là bạn ấy dựng pháo và được bắn nha anh em ơi. Bởi cái tầm pháo thần công nó quá là xa luôn ý. Tính ra là cũng không sợ Lavin, lấy game hay là Laudiel kiểu đâu. Bada cũng thế. Quan trọng là bây giờ team mình ba đấu sĩ, mình cầm pháp sư cover cho bạn CDK chơi là win.
Hay. Đi bạn lẻ kìa. Thế là tớ đi luôn nha. Tại sao được bà ơi. Ơ kìa. Ngon này, ngon này. Chơi này, chơi này. Ơi à, thiếu đam anh em ơi, bạn đấy tốc biến ra trong trụ nữa chứ. Ơ người lợi thế quá nhiều luôn, mặc dù không ăn được Sisa nhưng mà chúng ta vẫn đang có thế lính rất là cao. Và việc như vậy thì tiếp theo combat nó sẽ dễ hơn, lúc bộ nó sẽ dễ hơn anh em ơi. Ép trụ cũng dễ luôn bởi vì team mình có CDK, vấn đề team bạn thủ trụ sẽ khó khăn. Đấy, chơi đội hình thì các bạn nhớ pick đội hình sao cho team mình mà có mấy con tướng late game nó bá một tí. Đặc biệt là AD thì cuối game chúng ta sẽ dễ chơi hơn. Còn nếu bây giờ team mình không có AD bá late game thì nó sẽ rất là khó. Đấy. Mỗi khi chơi game ý, chúng ta pick team, chúng ta chú ý pick team khỏe một tí nha. Chứ anh em pick team yếu thì chơi sẽ rất là khó luôn. Chuẩn bị nha, mình vòng sau này. Tới đây, tới đây, tới đây mọi người ơi. Quẩy đấy nào. Đẩy vào tường. Một bé, ba bé luôn. Bốn bé thôi, win win, GG lúc cài đặt rồi. GG lúc cài đặt rồi thì bạn đỡ sao được anh em ơi. Thì mình mất mỗi CDK thôi, còn team bạn chết hẳn bốn người. Bốn người anh em ơi. Chỉ còn mỗi phù thủy trang điểm thôi. Skin đẹp thế VDS là cà khịa rồi. Cái này là khịa nha anh em ơi, không phải khen đâu. Ây, lỗi rồi nha, lỗi rồi. Nhưng mà thôi, chúng ta win đi. Omen cũng lỗi, nhưng mà mỗi người đánh thường một cái là bạn VDS cũng đi à. Ok, video của mình chơi VDS đã không chơi quy bánh bao thì đã hết rồi. Bán được 10 trái anh em ơi. Xin chào các bạn, hẹn bạn clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.